chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất đến các đối tượng khách hàng. Đến hết tháng 4 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động và quản lý trên địa bàn ước đạt 28.100 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 23.150 tỷ đồng, tăng 3,3%, nguồn vốn quản lý ước đạt 4.950 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng, trong đó nợ xấu 150 tỷ đồng chiếm 0,97% trên tổng dư nợ, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định các ngân hàng trên địa bàn tỉnh áp dụng mức lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước và diễn biến của thị trường. Lãi suất huy động tiền gửi biến động từ 0,1% đến 9,5% trên một năm. Một số ngân hàng có chương trình cạnh tranh, lãi suất cao hơn mức lãi suất bình quân. Lãi suất tiền gửi online cao hơn tại quầy giao dịch từ 0,1% đến 1% trên một năm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên biến động từ 4,5% đến 13,5% một năm, lãi suất cho vay kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 8,5% đến 13,5% một năm phụ thuộc vào kỳ hạn từng gói hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, không nới lỏng các quy định trong thẩm định, cho vay, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Trung tâm Chính trị huyện Thạch An tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư tri bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023. Tham gia lớp học có 65 đồng chí là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở. Các học viên học tập chuyên đề về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm vụ của tri ủy, bí thư tri bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ chuyên đề phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Đây là lớp thứ hai trong năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố chất lượng đội ngũ bí thư, phó bí thư và chi ủy viên tri bộ, góp phần xây dựng tri bộ đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ngày 30 tháng 4, cấp ủy chính quyền xã Nam Tuấn, huyện Hòa An phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và nhân dân huy động lực lượng làm đường bê tông nông thôn tại xóm Văn Thụ. Là xóm đặc biệt khó khăn của xã Nam Tuấn, 100% là hộ đồng bào dân tộc Mông. Những năm gần đây, được sự quan tâm của đảng nhà nước cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân, hệ thống cơ sở vật chất ở xóm Văn Thụ đã được đầu tư từ điện, đường, trường học, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xóm vùng cao này. Trong buổi ra quân, cán bộ và nhân dân thôn xóm Văn Thụ đã tham gia đổ bê tông đường dân sinh đến các hộ dân tại điểm Gọc Mu có chiều dài hơn 100 mét. Trong đó, toàn bộ xi măng cũng như các vật liệu khác như cát, đá là do doanh nghiệp tại địa phương hỗ trợ. Sau một buổi tích cực thi công, công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của bà con trong xóm được thuận lợi, cũng như góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lạc phối hợp với đội thông tin lưu động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ đưa thông tin về cơ sở tại xã Sơn Lập. Với gần 20 tiết mục văn nghệ, ca, múa, nhạc, dân ca đặc sắc, nội dung các nội đảng, bác hồ kính yêu và tình yêu quê hương đất nước. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, xây dựng đời dòng văn hóa, thi đua lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đội thông tin lưu động tỉnh và huyện cùng các thầy cô giáo ở các trường học và hạt nhân văn nghệ tại các xóm tổ dân phố biểu diễn thông qua chương trình nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ đồng thời tuyên truyền đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng những ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh của đất nước tới quần chúng nhân dân tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất lập thành tích hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của hiện. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 30 tháng 4 đến 17 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2023, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 98.459 trường hợp. Cụ thể, thành phố Cao Bằng 2 trường hợp, huyện Hòa An 1 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp, huyện Thạch An 3 trường hợp. Về tình hình dịch COVID-19 trong nước, Bộ Y tế cho biết ngày 1 tháng 5, cả nước có 1.243 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 700 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 617 ca khỏi, bệnh nhân nặng tăng lên 123 ca, gần gấp đôi ngày trước đó. Trước tình hình ca mắc mới tiếp tục gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc điều trị. Công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, chợ, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 19% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, đã tiếp tục ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 53,57 tỷ USD, giảm 7,7% so với tháng trước và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,8%, nhập khẩu giảm 15,4%, cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD. Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 465 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 331,4 nghìn lao động, tăng 0,6% về số doanh nghiệp, giảm 26,8% về vốn đăng ký và giảm 4,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 604,6 nghìn tỷ đồng, vốn đăng ký tăng thêm của 17.174 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2023 là 1.069,6 nghìn tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Riêng về đầu tư, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 được các bộ ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 19% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2023 ước đạt 4,11 tỷ USD tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào, học phí tại một số địa phương được điều chỉnh theo nghị quyết số 165 NQCP là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2023 giảm 0,34% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2022, CPI tăng 0,39% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,81%. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,9%. Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 ước giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách nhà nước ước tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn năm 2021-2030. Bộ Xây dựng cho biết đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các địa phương thực hiện các biện pháp để kịp thời giải ngân. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang rất trông chờ vào gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được nhanh chóng triển khai. Vấn đề đặt ra là cần có quy định cụ thể về những nhóm được tiếp cận nguồn vốn này. Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn đối tượng vay gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cá nhân. Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đối tượng vay gồm người có công với cách mạng theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Nhóm thứ hai là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại trung cư theo quy định về nhà ở. Bên cạnh việc đảm bảo điều kiện tiêu chí của pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, đối tượng vay gói tín dụng 120.000 tỷ, đồng thời phải đáp ứng một số tiêu chí và điều kiện nhất định nội dung liên quan đến danh mục dự án nhà ở xã hội được vay, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng xin phép ủy quyền việc công bố các danh mục cho chính quyền các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở danh mục công bố thì Ngân hàng Nhà nước sẽ căn cứ vào để thực hiện giải ngân, đảm bảo đúng yêu cầu. Ngày 1 tháng 5, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 19 người, giảm 2 vụ, giảm một người chết và giảm 7 người bị thương so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022. Toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Trong ngày, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 9.778 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, tạm giữ 186 xe ô tô, 4.418 xe mô tô, 28 phương tiện khác, tước 2.157 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý có tới 3.576 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.175 trường hợp vi phạm về tốc độ, 8 trường hợp vi phạm ma túy. Ngoài ra còn có 52 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, 11 trường hợp quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện 4 trường hợp, chở quá số người quy định 144 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 60 trường hợp vi phạm, phạt tiền 343,61 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 33 trường hợp, tước phù hiệu 1 trường hợp, tạm giữ 6 phương tiện. Hệ thống giám sát trên các tuyến đường cao tốc đã phát hiện 237 trường hợp vi phạm. Trên đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy, thuộc cục và công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 104 trường hợp vi phạm, phạt tiền 165 triệu đồng. Trên đường sát, cảnh sát giao thông công an các địa phương kiểm tra phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm phạt tiền 4 triệu đồng. Dự kiến từ năm 2025 sẽ thí điểm một số địa phương tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính với các môn trắc nghiệm khiến nhiều chuyên gia băn khoăn về công bằng. Nhiều ý kiến của giáo viên học sinh, chuyên gia, người dân đồng tình với phương án của dự thảo đó là thi 4 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử và hai môn lựa chọn bởi phù hợp với nội dung dạy học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Về phương thức thi, dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ, trong giai đoạn năm 2025-2030 sẽ vẫn thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin nhằm từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu để tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Chuyển sang tin quốc tế, Viện nghiên cứu dân số tại Bắc Kinh Trung Quốc mới đây đã xếp hạng các quốc gia có chi phí nuôi con cao nhất thế giới, trong đó Hàn Quốc đứng đầu danh sách, tiếp theo là Trung Quốc. Chi phí nuôi dạy một trẻ đến tuổi 18 của Hàn Quốc cao gấp 7,79 lần so với mức thu nhập bình quân trên đầu người. Đây là mức cao nhất trên thế giới. Trung Quốc đứng thứ hai với chi phí cao gấp 6,9 lần, tiếp đó là Đức 3,64 lần, Australia 2,08 lần và Pháp 2,24 lần. Giới trẻ ở Hàn Quốc và Trung Quốc cho hay chi phí sinh hoạt và giáo dục cao khiến họ ngại kết hôn và sinh con. Năm ngoái, tổng tỷ xuất sinh của Hàn Quốc Số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong đời là 0,78, thấp nhất thế giới, trong khi con số này của Trung Quốc là 1,1. Các nghiên cứu tại Hàn Quốc cho rằng chi phí chăm sóc trẻ đắt đỏ là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến ý muốn có con của giới trẻ. Vì thế, cần có các chính sách ở cấp quốc gia về giảm chi phí nuôi con cho các gia đình trong độ tuổi sinh đẻ. Hiện Hàn Quốc đã có các chính sách cụ thể như trợ cấp tiền mặt và thuế, trợ cấp mua nhà, xây dựng thêm trung tâm chăm sóc trẻ, tăng chế độ nghỉ phép, cho phép sắp xếp công việc linh hoạt, đảm bảo quyền sinh sản của phụ nữ độc thân, cải cách hệ thống trường học. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.